Cô Lan đúng không ạ? Cô Lan đấy. Dạ rồi, con chào cô Lan. Hôm trước thì con có bất ngờ khi mà nhận được cái thông tin của cô về câu chuyện là người con trai của cô rất giống cả rể. Và hôm đó là cô khóc nức nở khi mà gọi với con luôn. Và con cảm thấy là rất ấn tượng về cái một người mẹ mà khi mất đi một người con mà thấy cả rể lại đặc biệt giống với lại con trai của mình nữa. Thì Đúng rồi. dạ, khi mà cô nghe cái thông tin mà cả rể mình qua đời thì lúc đó cảm giác của cô như thế nào? Cảm giác của cô rất là thương, mà lúc lòng cô như kiểu là hụt hẫng, mà trông thấy mọi người đưa ca rẻ bằng 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 đường bộ đấy, đi xuống mà bế bế là từ ô tô ra ngoài, một người bế một người bóp bóng đấy, đi đường rừng đấy. Úi dồi, cô cảm thấy lòng cô cứ đứt từng khúc ruột, là cô chồng cô thương lắm, thương thương không để đâu hết cái thương, cũng không thể thể tả được cái nỗi thương nhớ của một người mẹ đối với người con. Mà cũng là cảm ơn cái thầy giáo Cương với lại các đoàn gọi là đến mà phục vụ cho Linh ca rẻ đấy, là cô cảm kích lắm, cảm động lắm, cô nói thật. Mà trông cũng mà người đi bước thấp bước cao, xong trước lại chỉ chừng ngã, xong bóp bóng để cho cố thằng bé về đến tận nhà đấy, là lòng cô gọi là đứt từng khúc ruột như này thật. Cô cứ khóc 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 lạ này, khóc không để đâu cái nỗi thương nhớ vô hạn luôn. Là thấy là các ví dụ như là phóng viên với thầy, như các cháu với thầy Cương đấy, là cố gắng làm sao mà bóp bóng được cho ca rể về đến nhà. Còn đâu như ngày xưa con cô thì là ở bệnh viện là họ chở xe về đến tận nhà luôn đấy, còn đây thì không đi được xe, lại đi bộ 10 đường 10 km đường rừng, thế mới cảm thấy bất khả. Mà các cái mạnh thường quân rất là nhiệt tình đối với đi ca rể, thế là cô rất cảm động cảm kích, mà coi đi ca rể như là con của cô, như là khúc ruột của cô không thể nào mà cầm được nước mắt nữa, cứ khóc mà ốm suốt từ mấy năm nay không khỏi. Nhưng với cô thấy rằng là giữa cô con cô với cơ rể có gì mà nó gắn kết mà làm cho cô dành tình cảm mà đặc biệt lớn với cơ rể nhà mình đấy cô? Nó giống lắm, giống giống như là gọi là hai thằng là một, nhưng mà tinh ca rẻ thì trông xấu hơn con cô nói thật đấy, trông nó đen mà chân tay nó bé, mà nó xấu hơn, nó không khỏe bằng con nhà cô. Con nhà cô lúc 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 bé thì nó nhớ nó đi đường thì cũng giống như y như tinh ca rẻ, không khác thế nào. Nhưng mà đến cái lúc mà nó 20 tuổi đấy thì trông nó lớn hơn tinh ca rẻ đấy, mà trông nó phong độ đấy, trông mặt mũi đấy. Cái lúc mà năm năm 2000 2000 thì là nó được bao nhiêu tuổi nhỉ? Nó sinh năm 83 mà đến năm 2000 nó được 16 tuổi rồi. 16 tuổi đấy, mà nó chụp ảnh với thằng bé mà đằng trước là em, nó là em con nhà chú con cô gọi là cô bố bố thằng còi này, là gọi cô là cô ruột, xong đẻ ra cái chú này, cô con cháu đấy. Thế là rồi thằng còi nó có cái xe ấy, là em bé như thế, xong bắt đầu sinh nhật em là tặng em cái xe đấy. Em sinh năm chín chín mấy, không phải 2000 đâu, sinh năm chín chín tám chín tám rồi là còi là sinh năm 83 mà 98 thì lúc cái là mười mấy nhỉ, 16 đấy, 16 tuổi bé một đấy. Mà cứ đi cho nó đi cứ thoăn thoắt giống y như thằng Đinh ca rẻ, không khác một tí.
leo cả lên cây, nó nhanh nó thoát đi cơ. Dạ. Được cái đi đường đấy, ai mà ai quý mến, ai cũng gặp cái gì cho, nhưng đặc biệt nó không lấy. Đi đám xá này mà bảo là lấy phần về cho em, nó là em bé ăn sau, chứ nó không lấy phần. Cứ đi đám này là phấn khởi là không cháu ăn thì cháu ăn, còn đâu cháu không lấy phần. Ai cho tiền cũng không lấy, cho tiền nhất thì không lấy mà. Gọi là, nhưng mà nó mà đi mà, ví dụ như là đi lễ ở chùa đấy mà thấy cái sáo mà các cái cô giáo viên đấy là cô ấy tặng sáo rồi tặng cho các thứ, nhưng đặc biệt cho tiền thì không đấy, cho đồ chơi thì đấy, chứ mà cho tiền không bao giờ đấy. Giống thằng đi ca rẻ y gì thế nhỉ, chiếu ca rẻ đấy mà cứ xem là cứ khóc, đang bữa ăn cơm khóc khổ tân nó. Dạ. Cũng như thằng ca rẻ đấy, hồi xưa nhà cô đẻ cái thằng khu nhà cô đấy cũng nghèo như nhà thằng ca rẻ, nhưng nhà cô thì ở gần thành phố thì nó hơn thằng ca rẻ, nhưng những cái năm thì nghèo lắm. Mấy hôm thì cũng cứ xem tivi, thế hôm bảo bố nó bảo cái thằng cu ca rẻ đấy chết rồi, ông cũng buồn lắm, giống lắm đau ở cái ngày xưa đấy. Nhưng mà thằng cu là cô nó biết nói, cô đẻ năm 83 mà nó chết năm 2002, thì năm ấy nếu cái tính cả tuổi vụ là nó được 20 tuổi. Dạ, 20 tuổi. Là 19 thôi. Dạ. Mà những cái năm ấy thì nhà cô nó thật nghèo khó đi. Cô thì là giáo viên vô giáo, xong đến lúc mà đẻ nó đây là cô có dạy vô giáo ở đâu, nó ốm đau, xong rồi cho đi học ở trường người ta có nhận đâu. Cho học ở trường người ta bảo là ý là học thì các cháu nó cứ tập trung vào nó là mất chất lượng của trường. Thế là ông hiệu trưởng với bà hiệu phó phải đến nhà cô nói chuyện là thôi thì chỉ để cho cháu nó ở nhà, thì là nó học ở nhà đấy, mới cho đến cái thầy giáo mà trước dạy lớp học bình thường đấy. Dạ. Thầy giáo cho nó 9 điểm rồi nó không vừa ý, 9 điểm nó đưa quyển sách nó vứt tạch vào mặt nha. Cho 10 điểm vào đây thầy giáo ngố ơi. Nó bảo thầy giáo ngố. Nó nhanh nhẹn mà nó ở nhà nhá, nếu nó còn sống nhà cô nhá, bàn ghế với là nó lau chùi sạch sẽ. Yeah. Xong là có cái con thì thùng thế là nó phải chọc chết hết ngay, không để con nào. Thế là nó nếu mà nó tính ra là nó bằng tuổi thằng bố thằng đi ca rẻ đấy. Dạ, dạ 36, 37 tuổi hả? Ừ, đấy, bố đi cái giải sinh năm 83 mà nó chết. Thằng cu nhà cô chết là 29 tháng 5, âm lịch năm 2002. 9 cân 3. 9 cân 3 đó hả? Dạ, là lúc đó là 20 tuổi á. 20 tuổi được 9 cân 3. Dạ, nhưng mà cô thấy sao? Thấy cái giống em ca rẻ mình ở điểm nào? Giống lắm đâu, giống. Giống ghê, giống. Chứ cái thằng khít thế để không giống mấy thằng khít thì chân tay nó còn to hơn thằng thằng cua nhà cô. Yeah. Thằng cua mà chụp cái ảnh mà nó uống nước để cái tay nó bé như thế đấy. Yeah. Thế xong còn chụp cái ảnh thì nói thật ở đây cũng nhiều người quý lắm, anh em họ hàng quý lắm. Thế này cô là định là bây giờ là cô chưa có được tiền thì là cứ tưởng thằng bé nó còn sống thì là thầy giáo cho xuống dưới thành phố và ngại đấy, thì là cô hôm nào cô sẽ đi vào trong đấy chơi với nó một hôm. Yeah. Thế